San Francisco tháng 5 năm 1991. Again. No fucking way, man. Excuse me, Jack. Give me a beer. There's a girl outside by the name of Chishi. She's waiting to see you at the moment, just there. Some of this? Please, Jack. I'll pay you in a few days. Okay. You can give me something. No! 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 Mấy năm nay anh đã dạy dạy người này người nọ để giữ người báo hại tôi xoay vòng vòng, khiến tôi mất cơ hội thăng chức đó. Nói vậy là anh trả thù riêng à? Rồi sao, lần này anh chết chắc đó. Vậy anh cầm tôi đi.
6 năm 1991. Kính thưa quý khách, đừng khách sáo nha, ăn uống tự nhiên đi, ăn uống tự nhiên ha. Hello, xin chào. Nè, sao anh báo trước gì cho em hết trơn vậy, để cho em chuẩn bị. Dạ, của anh lúc nào cũng xinh đẹp mà, đâu có cần phải chuẩn bị chứ hả? Tuy là vậy rồi, nhưng mà em đâu có ngờ lại làm lớn như vậy đâu. Em là con gái cưng của ba em đó, nếu làm không coi được sẽ bị ổng la đó. Đám cưới ở ba lê của mình ổng không có tới rồi, nếu không có làm lớn ở Hồng Kông sao được. Ổng lo là mình làm trước tốn sau. Báo cảnh sát đi. Đừng mà, đi ra ngoài nguy hiểm lắm. Không được, phải liền một phen đi. Nếu không thì làm sao anh nói với bà của em. Ây bà. Ây bà. Nè, chạy lẹ.
thật là bậy quá, làm cho em giật mình hả? Nếu mà anh không có làm như vậy đó thì làm sao mà đủ gây cấn và hấp dẫn chứ hả? Anh thật là bậy quá à, điên ghê. Nè anh à, anh có thể cho em biết là anh đang suy nghĩ cái gì hay không? Không, anh nghĩ là chuyện xảy ra mấy tháng nay như là một giấc mơ. Anh nói đám cưới với em là một giấc mơ hả? Không phải đâu, anh nói là thấy lạ. Mình quen nhau có mấy tháng thôi, bây giờ chúng ta đã trở thành vợ chồng rồi. Anh à, em muốn đi lại cái nơi mình gặp gỡ lần đầu đó. Anh nhớ rồi, xích rượu phải không? Đang bài xong, để em nghỉ 2 ngày rồi. Em biết, xích rượu, công viên Hải Dương, rồi Hawaii, Bali và Thụy Sĩ có phải không? Sao em biết gì? Anh tưởng anh vô với máy bay là được hay sao? Em biết coi mà. Em biết rồi, vậy đâu còn gì là thằng bí nữa. Anh à, em rất là vui lắm. Chỉ cần coi bên cạnh, làm vui rồi. Eva. Anh à, qua đi mau lên. Chuyện gì hả? Anh còn nhớ không, lúc ở ballet đó, ông đại sư tinh tú nói là màu tím nó sẽ đem tới may mắn cho mình. Em thích màu tím hả? Khi mà chúng ta về tới Mã Lai, sẽ đem căn nhà sơn lại màu tím và các xe đèo sơn màu tím được chưa? Em cũng không có tin lắm. Lại đây. Hi, hello. Xe của anh đẹp quá ha. Vậy hả, có gì không? À không, tôi họ Hoàng, tên là Hoàng Tử Hàng. Chào anh. Chào anh. Đây là vợ của tôi, Eva. Chào chị. Nhà của chúng tôi ở trên kia kìa. Vậy sao? Tôi cũng ở trên đó. Tôi họ Trần, tên Hiền. À không, tôi cũng có đặt một chiếc xe như vậy nhưng mà chưa tới. Xin hỏi có thể thử hay không hả? Sure. Nè, anh thử đi. Thì ra anh Hằng thích xe hơi quá hả? Phải, anh còn là tay đua xe nữa. Vậy sao? Tôi quen với anh lúc mà anh tham gia thi đua xe đua quốc tế đó mà. Thiệt? Nè anh Hiền à, đừng có nghe lời vợ của tôi nha, trời cho con nít đó. Anh Hằng à, anh đúng là người không có lỗ tướng đó ha. Chừng nào mới đi đảo dọc hay đây quá. Còn nói là hay nữa hả? Giờ rồi em không có thấy kỹ thuật của anh Hiền sao hả? Muốn anh quê à? Yên tâm đi, em tin anh mà. Em khờ quá à, tôi đi ra ngoài ngồi. Ok. Cứ tự nhiên nha. Ra đây. Wow. Nè uống trà. Thank you. Eva. Nè. Cảm ơn. Nè anh à, trong lúc chị uống trái cây thích ăn chanh vô hả? Cô uống cái gì cũng thích bỏ chanh vô hết à? Sao ngộ vậy? Tôi uống cà phê cũng thích có chanh đó. Gì hả? Vậy là cà phê chanh. Phải. Được rồi. Nè. Wow, lớn vậy à? Thank you.
Anh à, hôm nay có đi dạo anh xích trụ hay không ạ? Em định là sẽ đi mua sắm. Sắm hả? Lần trước ở Hawaii em đã mua sắm rất là nhiều rồi, cuối cùng cũng tặng cho người ta thôi. Bộ anh không biết tính của đàn bà người ta thích mua sắm lắm hay sao? Tại vì thích lãng phí thôi. Nè, anh xúc xích đi. Sao vậy? Em đau bụng quá. Không phải là em nói chơi với anh chứ hả? Không, em đau lắm. Em đau lắm anh ạ. Đau ở chỗ nào vậy? Em đau quá, chết em rồi. Hãy đứng dậy đi, anh đưa em tới bệnh viện. Coi chừng nha. Được rồi. Em còn đau không gì hả? Chương trình hôm nay của mình kể như là bãi bỏ rồi. Không có sao đâu, mình còn nhiều thì giờ kia mà. Em không có sao hết, thì ở lại đi làm cái gì chứ? Phải cho chắc ăn. Nếu mà có chuyện gì thì làm sao anh ăn nói với bà của em. Nè, bây giờ anh đi ra ngoài mua ít đồ ăn. Tối nay anh ở lại đây với em nha. Ây da, em ở đây một mình hả? Chán lắm anh à. Rồi trở về liền, hãy ngoan ngoãn ở lại đây. Anh à. Anh nhớ rồi, bông hồng màu vàng chứ gì. Nhanh lên đi nha. Ông xã. Hello. Là anh à? Sao biết tôi vô đây? Không, vừa rồi mới gặp chồng cô đó. Bó bông này tặng cho cô nè. Cảm ơn. Có bình bông không hả? Anh cứ để đại đó là được rồi. Không phải là bông hồng vàng. Cô nói cái gì? Không. Anh có biết chồng của tôi đi đâu hay không vậy? Này bà Hằng à, có nhiều chuyện khi qua rồi, đừng có nghĩ thêm nữa. Anh nói gì đó? Không, tôi nói bệnh của bà. Lâu nay tôi đều nói là không có sao mà, tại anh cứ lo cho tôi quá. Vậy thì phải. Anh thiệt lo cho bà lắm. Hai, em cưng. Ông sợ? Sao mà lâu quá vậy? Làm em lo lắm. Thì đi mua bông cho em đó mà. Hả? Sao mà đánh tới đây vậy anh Hiền? Phải. Có thích không vậy? Dĩ nhiên rồi, anh tặng cho em mà. Cảm ơn. Alo. Ê, vụ đó ra sao?
thất bại rồi. Thiệt không đó, anh là sát thủ chuyên nghiệp mà. Nè, máy bay cũng bị đâm xuống núi mà. Tại mấy anh biểu làm như là xảy ra tai nạn giao thông. Được, nhanh tay đi, đừng làm phí thời giờ nữa. Anh à, cái gì đó? Eva, con người muốn giết anh. Khờ quá, cái muốn giết anh, có phải bị sốt hay không? Phải, không phải bị sốt đâu, là thiệt đó. Nếu không thì tại sao chiếc xe bị hư thắng chứ hả? Nhất định là có người muốn hại anh. Nhất định là có người muốn giết anh. Là thiệt đó. Anh nói cái gì vậy? Là ai muốn giết anh? Nhất định. Nhất định là ba của em. Ba của em là cha vợ của anh mà. Tại sao ông lại giết anh chứ? Eva, có lẽ là anh không có nên cưới em. Tại sao? Ba của em có nói với anh, nếu anh đừng có cưới em, nếu mà không nghe sẽ cho người giết anh. Eva, anh đã hại em. Anh thiệt là, ba em chỉ có một đứa con là em thôi, ông với nó chơi thôi mà. Không phải đâu. Ông nói là ông nói anh không ngồi rồi như những công tử ăn chơi. Ông làm thiệt đó. Ông làm thiệt đó, ông sẽ cho người giết anh mà. Ông sẽ cho người giết anh mà. Anh Hằng, xe bị hư thắng là tai nạn thôi. Tai nạn đó là thường thôi mà. Hơn nữa ba cũng đã cho nhiều sản nghiệp cho hai đứa mình, thì tại sao ba lại muốn giết anh chứ? Sau này các thứ đó sẽ giao hết cho mình. Anh đừng có đa nghi quá. Nè, anh đi rửa mặt đi. Nè. Anh Hằng, có chuyện gì đó? Anh Hằng, anh chỉ có làm bể chai thuốc đỏ thôi. Em nghĩ chắc là anh căng thẳng quá rồi. Nè, uống ly nước đi nha. Đi thay đồ đi anh. Anh Hiền ở bển kia. Eva, hay là chúng ta đổi qua vòng bên kia đi nha. Ờ được. Anh à, em muốn gì hả? Henley đi. Vậy được, làm ơn. Cho xin một ly Henley và một ly bia. Được. Cảm ơn. Nè Eva, em thiệt tốt quá. Nấu cơm em không có biết. Không lẽ cả mấy chuyện này em cũng không biết nữa hay sao? À phải rồi, em tưởng là anh sẽ đi phóng phi tiêu danh hiện đó chứ. À, anh ngồi chơi nói chuyện với em thoải mái hơn mà. Nè anh. À. Anh à, đi toilet một chút nha. Ừ. Em đừng có ở đây nói bậy nói bạ với mấy người lạ đó ha. Được rồi. Đi.
Anh ngủ ngon nha, đừng có nghĩ dơ dựng nữa. Alo, ba đâu rồi? Không có nhà hả? Tôi có chuyện quan trọng muốn kiếm ba tôi. Đi Singapore rồi hả? Cái gì? Hà luật sư có đồ đưa cho tôi à? Văn kiện đã gửi qua rồi. Thôi được rồi. Nè, khi ba về nó gọi điện thoại cho tôi nha. Nhớ đó. Vui cho lắm, hay là anh qua đó trò chuyện với anh chút đi nha. Được. Anh chào anh Hằng. Anh Hiền, khá lắm chứ hả, tập thể thao à? Không, thỉnh thoảng tập thôi. Thân hình như vậy làm sát thủ là hợp nhất đó. Đừng nói chơi mà anh Hằng. Lâu lâu tôi cũng tới đây để mà thể thao thôi. Vậy sao? Ê, chị nói bằng miệng vô dụng lắm. Hay là hai người bẻ tay thử coi ai hơn ai hả? Đúng rồi, bẻ tay kìa, lại coi chứ coi. Ê, đến coi đi. Bẻ gì vậy hả? Bẻ gì vậy? Đến coi đi. Có chuyện gì? Sẵn vô như vậy chơi chút đi. Anh Hiền à, anh sợ hả? Được, hôm nay vui quá. Em sẽ ủng hộ cho anh mà, anh nhất định sẽ thắng. Tôi thấy người ngoại quốc có một trò chơi đặc biệt, chưa có hề thử, hay là mình thử nha. Anh cẩn thận đó nha. Nè, chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Đúng rồi, mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên, vô đi, mạnh lên, thắng đi. Hay quá, thiệt là khâm phục, khâm phục. Không phải anh nhường tôi thôi. Ai mà nhường anh chứ hả? Nè, hay là đi bơi nha. Được, đang lúc nóng này. Nè, ở dưới có đồ nghề hay là mình lặn xuống dưới nha hả? Được không vậy? Được, được mà. Hay quá, hay quá. Nè, anh nhớ phải bắt mấy con cá lớn đi về làm đồ ăn cho tụi em ăn đó nha. Đi. Xong rồi đó hả? Anh cẩn thận vô mình. Không đánh được cá thì đừng có về đó nha. Đúng rồi. Cảm ơn. Đúng rồi, có người chết đi kìa. Có người chết đi. Chạy xuống đi.
Hiền, có thấy anh Hằng hay không vậy? Cái gì? Anh Hằng có chuyện đó, xuống ngồi giùm đi. Không có thấy gì hết. Gì hết á? Trời, xuống đi, mau lên đi. Mau lên, lên 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 đi. Được, được. Xuống. Sao đây, ở dưới nước sao? Không có ai, không có ai hết. Linh nghỉ chút đi. Bà Hằng à, vô nghỉ chút đi. Bà Hằng à, chúng tôi đã hết sức rồi. Nhưng mà theo báo cáo của cảnh sát chúng tôi, trước khi có chứng minh là ông Hằng bị chết, cảnh sát chúng tôi sẽ xử lý y như là người bị mất tích vậy. Giả tỷ trong 7 năm mà không có tin của ông Hồng thì tòa án sẽ tái phán là ổng đã bị chết. Bà Hồng à, bà hiểu không? Nếu bà hiểu thì làm phiền bà ký tên ở cái văn kiện này đi. Bây giờ hai vị đi ra được rồi. Cảm ơn ông. Alo. Phải, anh đã chết rồi. Bà đã hại lòng chưa? Chính bà đã hại chết anh rồi đó. Chính bà đã hại chết anh. Con không nghe, con không nghe. Con cho bà biết, tóm lại từ nay con không có về nữa đâu. Alo. Người đi mất rồi, còn chuyện gì làm chứ? Cái gì? Phải coi con đào nó. Có tiền thì làm gì cũng được mà. Bà Hằng. Bà Hằng. Bà Hằng.
Ba Hằng, ba Hằng. Ba Hằng, ba Hằng, ba Hằng, ba Hằng. Ba Hằng, ba Hằng, ba Hằng. Ba Hằng à, ngồi dậy. Sao hả? Ba Hằng à, bộ bà thì không nhớ vừa rồi xảy ra chuyện gì sao? Tôi nhức đầu quá. Tôi chỉ nhớ là ba của tôi có gọi điện thoại tới, và sau khi gây một trận với ổng, rồi thì... Rồi bà đi nấu nước. Nấu nước? Chắc là như vậy. Bà không phải đi nấu nước mà là mở lò ga để mà tự tử. Tự tử? Tôi không biết, tôi không biết. Bà Hằng à, bây giờ thì vẫn chưa chứng thực là ông Hằng đã chết, chỉ là mất tích mà thôi. Sao bà dại dột vậy? Tự tử? Tôi tự tử? Bà Hằng à, tôi nghĩ chắc bà mệt rồi, tôi không quấy rầy bà. Trưa mai tôi qua thăm bà, nếu cần gì cứ qua kiếm tôi, ok? Anh Hiền à, cảm ơn anh. Xin lỗi nha cô Hai.
chân. Có chuyện gì vậy? Anh Hân, anh Hân. Đừng có la mà. Có người muốn giết chồng của tôi. Kêu. Anh Hân. Đừng có kêu. Có phải là muốn hại chết tôi không? Đừng có kêu. Tại sao bây giờ lại biến thành như vậy chứ? Hằng à, đừng có như vậy mà. Bà có biết lúc nãy nguy hiểm lắm không? Nếu như mà anh Hằng chưa chết thì anh sẽ kiếm bà mà. Tôi không biết bà có phiền não gì, nhưng mà con người phải đương đầu với thực tại. Sao biết là tôi tới xứ trụ? Hôm đó tôi có đi coi kém nước của bà và luôn cả nước ở trong nồi. Tôi tin là bà không phải tự tử. Có lẽ gì tôi bỏ quên, nước sôi nó trào ra cho nên mới làm tắt lò. Có thể nói vậy, nhưng bà đâu có biết trước khi cái ấm nước sôi bị trào ra thì bà cũng không nhất thiết phải cần đi đóng các cửa sổ trước, có phải không? Dĩ nhiên tôi không có làm như vậy. Phải rồi. Cho nên tôi nghĩ có người muốn giết bà. Cho nên vừa rồi thấy bà ra phố cho nên tôi theo bà để mà coi thôi. Sau khi chuyện vừa rồi xảy ra, tôi khẳng định là có người muốn giết bà. Anh muốn nói cái gì đó? Bà Hằng à, tôi không dám nói là người nào muốn giết bà. Thật ra tôi với bà đều không mong là ảnh, có phải không? Tôi không biết làm sao để cảm ơn anh. Có gì đâu, dù sao chúng ta quen biết nhau và còn là láng giềng nữa, không lẽ thấy chết không cứu. À, bà có đói không vậy? Tôi nghĩ chắc bà mệt lắm. Hay là gì, tôi tới siêu thị mua đồ, bà cũng đi coi có cần gì không. Ok. Đi nha. Đi. Bà biết xe này xe của hắn, hắn đâu? Thì anh tới kìa. Cô Hai, cô Hai. Cô Hai, cô Hai. Tôi không giết cô đâu, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi. Vậy tại sao lại rủ theo tôi? Bạn cô là một sát thủ giết người chuyên nghiệp, cô chung với hắn sẽ nguy hiểm lắm đó. Anh điên rồi, tôi không biết anh nói cái gì hết. Lúc xưa tôi là một cảnh sát, tôi với hắn từ bên Mỹ rượt qua Canada, từ Canada rượt tới Ba Lê. Hắn giải ra người này người nọ để gạt gẫm báo hại tôi. Cô xem, chính hắn làm tao bị thương. Xin lỗi nha, tôi làm cô sợ. Đây là tấm cạc của tôi, nếu có tin gì của hắn điện thoại cho tôi. Bà Hằng, bà đi đâu vậy? Tôi định đi mua chút đồ. Bà đi một mình nguy hiểm lắm, bà cần mua cái gì nói tôi đi, tôi mua cho bà. Không cần. Bà Hằng à. Bà Hằng. Hả? Tới rồi à? Dạ phải. Mệt lắm hả? Phải, hơi mệt. Vậy bà nghỉ chút đi, chừng nào tôi làm đồ ăn xong đánh thức bà dậy. Anh Hiền, hôm nay tôi có gọi người về sửa lò ga, không biết đã sửa xong chưa nữa, hay là qua nhà anh làm nha. Được, đâu có sao. Đi. Anh Hiền à, mau đi, đuối quá à. Thank you.
Ủa, bà Hằng, bà điện thoại cho ai vậy? Bà Hằng à, hình như là bà có gì không ổn hả? Không được bước tới, tôi hung thủ giết người. Bà Hằng à, bà nói gì? Thì anh rõ hơn tôi. Tôi biết tại sao anh Hằng phải lánh mặt anh. Hôm ở xích rượu anh muốn gặp mặt tôi, nhưng mà bị anh phá. Tiếc là anh không có thể bắn chết anh. Bà Hằng, tôi tới đây giúp bà mà. Cảm ơn anh. Nếu như anh có lương tâm thì anh đâu có phải giết người vì tiền. Nhưng anh không có làm phát được bao lâu đâu. Anh có nhiều kẻ thù như vậy, anh sẽ bị chết màu lắm. Nè bà Hằng, bà Hằng. Sao hả? Lâu quá không gặp. Đi du lịch à? Tôi mất cái tay, mất việc làm thì phải mang ơn. Anh Trần Trọng Hiền, tôi đã thề là dù xài hết tiền cũng phải mau ra cho được anh. Vậy bây giờ anh hài lòng chưa? Anh thả cổ ra đi, không mắc mớ cổ đâu. Tưởng tôi ngu sao? Anh chết tôi mới thả cổ. Tôi nói cho anh biết, tôi không có thân với cổ đâu. Chỉ là thấy sắp chết không có nên hại thêm người thôi.
Anh dùng cổ uy hiếp tôi hả? Đừng có hòng. Đừng chửi đồ nha. Làm cảnh sát thông minh thiệt chứ. Biết là tôi sắp giở trò à? Ba Hằng, không sao chứ? Mặc kệ tôi, anh máu hại tôi phải phân ra danh hận rồi. Tôi không có để nào bỏ qua đâu. Anh là ai? Mạng của anh cũng thiệt lớn đó hả? Anh cứu tôi. Tôi là ai không có quan trọng. Quan trọng nhất là tôi và anh cùng có chung một kẻ thù. Anh có chịu hợp tác với tôi hay không hả? Không sao đâu. Tôi đây cũng có đàn em mà. Anh hãy giữ mình lành lại đi. Từ từ tính sao. Ba Hằng, anh kiếm lộn người rồi, tôi không quen với anh. Ba Hằng à, Ba Hằng à, không sai, tôi nhờ giết người để mà kiếm cơm ăn. Và tôi tới bảo vệ bà, đó là trách nhiệm của tôi. Xin lỗi, tôi không biết là anh đang nói gì hết. Muốn chi tôi không có cần người bảo vệ. Ba Hằng, Ba Hằng à, nè. Ba Hằng, sao bà có nhã hứng này? Tứ bông hả? Bị ý ổi thiệt. Tôi không có muốn gặp anh. Anh làm ơn đứng theo tôi nữa. Tôi biểu anh đi ngay đi. Nếu không tôi không có nể mặt đâu nha. Anh có nghe tôi nói hay không? Bà đâu có nể mặt tôi đâu. Nè, nè, Ba Hằng. Ba Hằng. Ba Hằng à. Anh chết đi. Nè, bà điên sao hả? Con không đi nữa hả? Bà đừng có làm vậy có được không? Buông tay đi, bà điên sao? Ngừng tay. Ba Hằng,
Bộ bà điên rồi hay sao? Tuy tôi là sát thủ nhưng mà tôi đâu có hại bà chứ. Đừng có làm mẫu, tôi báo cho cảnh sát cho coi. Báo đi, báo đi. Bây giờ tôi bỏ mặt bà, để coi bà thế nào. Xin hỏi cô có phải Trình Lệ Hồng hay không hả? Là tôi đi. Có bưu phẩm ở đây, làm ơn ký giùm đi. Cảm ơn nha. Hoàng Tử Hằng sinh ở Nam Phi, có phải là tên thật không? Thì không ai được biết cả. Ảnh dùng tên Lạc Quê Phùng, Văn Kiên, Trần Nhật Tường và nhiều tên khác nhau, và xuất hiện rất là nhiều nước. Hoàng Tử Hằng dùng nhiều thân phận khác nhau, hoạt động ở trên các xã hội thượng lưu, sau đó đã đám cưới 5 lần, hôn nhân lần nào cũng ngắn ngủi cả. Có 3 người vợ bị chết bất tử vào năm 1985 vì tội lừa gạt nên bị cảnh sát Mỹ câu lưu, sau đó đã bảo lãnh ra ngoài, và vụ án này đã phai theo thời gian. Anh đi đâu vậy? Em nhớ anh lắm. Em lạnh lắm hả? Không, em không có. Em sợ anh hả? Phải không? Phải không? Em đã biết gì? Không có. Em đâu có biết cái gì đâu. Anh Hằng, em vẫn yêu anh. Eva, em thiệt là biết nói láo đó hả? Anh, em biết anh không phải là hạng người đó. Em có còn nhớ trước khi mà làm đám cưới, đòi Thành là một cái tiền quỹ thiên đàng di động mà, và còn có mua bảo hiểm nữa. Nếu mà bên nào chết trước thì số tiền đó sẽ đưa vào hộ khẩu của ngân hàng Thụy Sĩ. Nếu như em chết thì em có lợi gì đây? Em sai rồi. Nếu mà em không có chắc ăn thì anh đâu có làm gì. Em có còn nhớ hay không, số tiền đó sẽ giao cho một công ty đầu tư toàn quyền phụ trách. Thật ra công ty đó là của anh. Bây giờ thì hay rồi, ba của em đã giúp anh. 7 năm sau anh có thể dùng một tên khác để mà ra xử lý số tiền này một cách danh chánh ngôn thuận. Anh bị ổi, anh bị ổi lắm. Chửi đi, em đã hết. Muốn chạy đi đâu hả? Sao rồi? Anh bị thương nặng lắm đó. Để tôi đỡ vô trong nha.
Nè, vậy là được sao? Nếu không thì sao đây? Chỗ này chỉ có bao nhiêu thứ, đâu còn gì khác để cảm ơn anh. Không có chi, nhận tiền người ta phải làm việc chứ. Lần này may mắn mà. Anh đừng có tưởng cứu tôi rồi làm phách đó nha. Tôi cũng đã quên một lần rồi. Chúng ta quê với nhau. Được, thì quê. Ở thế gian này cũng tại vì có những người xấu như anh đó, vì đồng tiền mà việc gì cũng dám làm hết, không có nghĩ gì tới hậu quả. Thế anh bị thương như vậy, tôi nàng của lại đây đi. Nhưng mà tôi cảnh cáo anh đừng có lên lầu đi nha. Bà Hằng, bà Hằng, lỡ bà có gì thì sao đi? Thì anh cũng không được lên. Gạt tôi hả? Gạt tôi hả? Gạt tôi nè. Đồ mắc dịch. Chuyện gì hả? Đồ nó rớt xuống trúng chân của tôi. Đứng dậy đã. À, dạ. Chân nào vậy? Chân phải. À, dạ. Ngồi xuống đi. Để tôi coi. Còn đau không? Chỗ này đau nè. Không có gì, trật cân thôi. Để tháo giày đã. À, anh nhẹ tay chút có được không? Nếu không mạnh tay thì chân của bà ngày mai sưng lên đó. Nè, anh muốn lợi dụng hả? Nè, bà bị trật cân tôi so lại mà. Ý của tôi là tại sao anh chạy lên đây? Bà la lớn vậy, đương nhiên là tôi phải chạy lên rồi. Anh đừng có tưởng anh giúp tôi là tôi tội nghiệp anh. Anh đừng có quên thân phận của anh đó. Đừng có hòng là tôi có thay đổi với anh. Bà. Bây giờ tôi hết chuyện rồi. Làm ơn trở xuống ngay đi. Ok ok. Tôi xuống. Tôi xuống. Chào bà. Chào anh. Có ăn sáng không? Bộ tôi không biết nấu sao? Nghe nói bà nấu nước cũng không biết mà. Phải. Lúc xưa tôi không biết gì hết. Bây giờ cái gì tôi cũng biết. Khé hết rồi. Tôi thích ăn khét mà. Để tôi. Nè, lợi dụng hả? Chưa hết rồi, anh bị cảnh sát kiếm tới kìa. Anh yên chí đi, tôi không có che chở cho anh đâu. Liễu hồn. Nè. Xin hỏi có chuyện gì đó? Xin lỗi cô hai, cô có quen người ở nhà bên kia không? Nhà nào?
Nhà kia đó. Tôi mới dọn tới mà, xin hỏi có chuyện gì? Không có gì, một người khách đi mất tích ở khách sạn. Chúng tôi kiếm được tấm hình này, cho nên theo lệ mới hỏi thử thôi. Xin lỗi, tôi không quen. Được, không sao đâu. Nếu có gì thì cô báo chúng tôi nha. Dạ được. Xin lỗi quý thầy. Mình qua bên kia. Cô Hai à, ăn đi. Tưởng là tôi ăn không vô sao? Vừa rồi tôi đã giúp cho anh một lần, tôi không còn nợ danh nữa. Cảm ơn. Cô Hai cứ yên chí đi. Ba của cô rất sáng suốt. Bên trần luật sư của Mã Lai đã bị chặn lại rồi. Sau khi mà cô ký những văn kiện này, tất cả những sản nghiệp dưới tên của cô và ông Hằng đều bị đóng kết lại. Tôi sẽ an bài cho cô sao? Cảm ơn Hà luật sư. Không có gì, xin chào. À được, để tôi đưa ông. Cảm ơn. Cô Y và khỏi cần phải tiến nữa. Cảm ơn ông. Cảm ơn. Ra phố. Anh sao vậy? Anh bị sốt hả? Vết thương bị làm độc. Để tôi đưa anh bác sĩ nha. Không được đâu. Cô mua giùm tôi một ít trụ sinh được rồi. Được rồi, anh nghỉ chút tôi đi mua. Nè, cô đi một mình nguy hiểm lắm. Không sao, để tôi đi cho. Không được đâu, nguy hiểm lắm. Để tôi đứng dậy đi. Hả? Ê à. Xin lỗi nha. Cảm ơn. Chỗ này có đông người, an toàn chút. Cô mua xong trở về ngay nha. Không ngờ là sát thủ lại làm được cận vệ chứ. Anh thấy sao? Được rồi, tôi nghĩ chút là được mà. Cẩn thận nha. Ok. Wow, con này ngon đó nha. Ngon lắm. À, cô Hai à, mua gà đi. Gà thịt vàng ngon lắm. Vì người bệnh có ăn được hay không? Ăn được, để tôi chỉ cô. Tốt nhất là ăn gà hầm thuốc bắc. Vậy cái này phải làm sao? Làm sao hả? Cô tới tiệm thuốc bắc rồi mua 10 đồng thuốc bắc ha. Rồi đem hầm lại ăn ngon và bổ lắm. Cho tôi một con thì bao nhiêu? Tính rẻ 36 đồng thôi. 40 đi nè. Cảm ơn. Con à, lấy con gà đi làm đi. Dạ. Rồi xong hả? Cô Hai xong rồi. À, cảm ơn anh. Nè, giật đồ. Nè, bớt người ta giật đồ. Nè, ngừng lại. Thank you.
Tôi biểu cô đi mua xong là về ngay. Vậy mà cô còn đi tứ tung nữa. Đã không biết nấu ăn còn mua nhiều đồ nữa. Chồng của cô theo dõi cô sát lắm đó, cô biết không hả? Lỡ như cô có chuyện gì tôi làm sao ăn nói với người ta đây? Cô bướng bỉnh như vậy cứu cô được lần này không cứu được lần sau đâu. Cô có hiểu không? Hiểu rồi, hiểu rồi. Chỉ có anh mới là lo lắng hay sao? Tôi thấy anh bị chảy máu, bị sốt cao, cho nên định hầm một chút đồ cho anh tẩm bổ đó mà. Thôi được, không thèm lấy nữa, bỏ hết đi. Nè. Bỏ hết, không mua nữa. Xin lỗi nha, tôi không biết có người tốt với tôi như vậy. Lệ Dĩ Nhiên, anh là sát thủ mà, anh vốn lạnh máu. Phải, mình là hai người thế giới khác nhau, nhưng mà ai đối với tôi tốt, tôi biết. Nè anh Hiền à, anh có kế hoạch gì hay không? Không, có chuyện gì thì làm chuyện ấy. Anh còn tiếp tục đi giết người nữa hay không? Anh có bao giờ nghĩ tới đi giết người là tàn nhẫn lắm hay không? Có nghĩ chưa? Tôi đã nghĩ tới đi làm thuyền trưởng. Nhưng mà mẹ của tôi không ngờ rằng con của bà không đủ tư cách làm thủy thủ. Nỗ lực cá nhân, anh có thể đi học thêm rồi đi học nghề. Rồi chừng đó con đường của anh nó sẽ đổi khác. Tôi già rồi, không được đâu. Mấy tàu lớn không được thì làm thuyền trưởng du thuyền. Nghề giết người không có thể suốt kiếp. Nếu mà có ngày nào anh bị người ta giết thì má của anh sẽ nghĩ như thế nào? Thậm chí vợ của anh sẽ làm sao? Bà Hằng à, tôi là Y vào. Nhưng thật ra tôi cũng cảm ơn anh. Nếu không có anh thì có lẽ tôi đã biến mất trên thế gian này. Lúc xưa tôi thật là quá bướng, chỉ có biết hưởng lạc. Nhưng mà sau vụ này tôi đã thay đổi lớn về nhân sinh quan của tôi. Tôi sẽ làm những việc mà trước kia tôi đã bỏ lơ nữa. Chúc mừng cô. Như tôi đã có nói, mình là hai người ở hai thế giới khác nhau, nhưng mà bạn bè không có phân ranh giới. Anh Hiền, nếu anh có cần bất cứ gì thì tới tìm tôi. Cảm ơn anh đã đưa tôi tới sân bay. Cô đừng khách sáo, tôi có trách nhiệm làm vậy mà. Khi nào rảnh tới Mã Lai thăm tôi, lúc nào cũng quan nghênh anh hết. Được. À nè, về tới Mã Lai có người chăm sóc cô. Anh Hiền. À, anh Hiền à, tại sao vậy? Ngồi vững nha. Có chuyện gì đó? Có lẽ là bánh xe bể đó. Cô có sao không? Có lẽ xe bể bánh, tôi xuống coi nha. Bên kia.
xe, hóa lên. Sao hả? Chạy đi đâu đây? Anh cứ giết tôi cũng vô dụng. Tôi đã bị luật sư đóng kết hết các thứ rồi. Bà nói tên luật sư đó hả? Luật sư đó đã chết rồi. Bà không biết sao hả? Bạn trai của bà đâu? Eva, chạy mau, chỗ này sắp nổ rồi. Chạy mau đi. Lần này cô Thiện là kiên cường, không cần ai phải chăm sóc cho cô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.